trả lời với kênh Victor Vlog nha. Rồi vô chủ đề chính luôn nha. Hôm nay em sẽ test các mèo Việt Nam không mồi cho mọi người xem nè. Bây giờ em sẽ đổ miếng nước vào. Rồi em sẽ dùng cái sẻng này, em sẽ lắp lại giống như con mèo nó bản năng nó cào sẽ lắp cát lại cho mọi người. Rồi em sẽ test độ vốn cho mọi người xem nha. Đây, mọi người thấy em độ vốn của nó rất là tốt. Đó, mà em đắp cho mọi người xem luôn nè. Nó không có bể, không có bã ra luôn á. Nhược điểm của nó chỉ là bụi thôi, chứ không mùi thôi nha mọi người. Đó, mọi người thấy vốn rất là tốt luôn. Đó, nó đóng gói hay dạng quy cách á. Những cái bao này là bao 30kg nha. Bao xá 30kg nha. Rồi những cái bao này là bao 10kg nha. Rồi bên em cũng có thêm sản phẩm là những cái hạt thử mùi, hạt lưu hương này để mọi người có thể trộn vào cát không mùi. Mình bên em có 4 hương. Đó là hoa lài, rồi ngàn hoa, rồi xả chanh với hương chanh cho mọi người tùy lựa chọn luôn. Nó có bịch nửa ký với bịch 1 ký. Bịch nửa ký thì 15.000, bịch 1 ký thì 30.000 nha. Còn giá cát thì cát bao 10kg là 48.000, còn bao 30kg hiện tại là 130.000. Ngoài ra thì bên em còn có những thứ cát có sẵn trên thị trường luôn, có thương hiệu sẵn trên thị trường như cát Min, Siao rồi. Rồi địa chỉ của em cát là ở 242 Trần Hào Quý Giáp, phường Anh Lộc, quận 12 nha. Mọi người có thể tới đây lúc nào cũng được, tại vì đây là nhà của em. Rồi thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Giờ em cũng đi giao hàng cho khách nè. Nói xe giấu em và em lấy em chở hàng luôn. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người với em video tiếp theo.